Xin chào các bạn, thì giờ này là khoảng 17:45 ngày 28 tháng 11 năm 2020 các bạn. Thì mình đang đứng ở chỗ là lễ hội Hoa Đăng Ninh Kiều năm 2020 nữa các bạn. Mình đang đứng tại đây luôn nè. Nhưng mà giờ này thì các bạn thấy chưa có bật đèn nha. Tới 18 giờ đúng giờ người ta mới bật đèn nha, đồng loạt người ta bật đèn hết luôn. Thì nhìn xa xa các bạn thấy không, là cầu đi bộ nha, rất là đông luôn các bạn ơi. Thì hồi mình sẽ đến chỗ đó và quay cho các bạn xem nha. Thì nhiệt độ ngoài trời giờ này là khoảng 28 độ nha các bạn. Các bạn nhìn xa xa đó là người ta chuẩn bị bật đèn hay vậy nè. Đó, ở giữa này người ta có làm cái đài phun nước nè. Đây, và cái khán đài nữa các bạn, ta chuẩn bị người ta mở nha. Hôm nay có lễ hội Hoa Đăng nữa các bạn, dưới cuối tuần nè, ngay dịp cuối tuần nữa các bạn, thì người ta đến đây rất là đông nè. Đây các bạn, ở phía bên bờ bên kia các bạn thấy có rất là nhiều đèn ta thả trên mặt nước. Đó, mình đứng ở dưới này mình quay đỡ nha, các bạn nhìn ở trên cầu nè, đi rất là đông nha, ta chụp hình rất là nhiều luôn. Các bạn thấy không, ở dưới sông đó các bạn, thì ta có mấy cái ghe nè để đưa khách du lịch nè các bạn. Người ta cũng chạy vô cái chỗ đặt mấy cái đèn hoa đăng nè, để cho khách tham quan luôn nè các bạn thấy không. Khách ở trên đi trên đò đó thì đều mặc áo phao hết nha. Nè, các bạn nhìn trên cầu nè, mình zoom lên nè cho các bạn thấy nè. Người dân người ta đến đông lắm, xem đông lắm nha các bạn.